Sau ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, Đức Thầy viết rất nhiều sấm kệ thi văn. Ba tánh xa gần đua nhau kéo về thánh địa để nghe pháp quy y. Với bậc siêu nhân xuất chúng, các vị thượng cả, các thầy đồ cùng những các học giả dân gia cùng rủ nhau đến thử thách ngài, nhưng rốt cuộc họ đều kính phục và phát nguyện quy y. Ông Cả Châu, vị hương cả làng Tăng Long, đã quy y với Đức Thầy. Một hôm, ông gặp một cụ lão tướng mạo phi phàm, tặng cho một bài thơ và bảo: "Hãy về trình lại với Kim Sơn Phật, nếu ngài cho phép thì mới được chép ra." Ông Cả về trình lại Đức Thầy, được ngài đồng ý và viết thêm một đoạn sau: "Bài Thiên Lý Ca này nội dung dạy ta ráng hành bát chánh, tứ diệu đề, đáp tứ ân, cho tròn nhân đạo, để rồi được có mặt ở hội Long Hoa. Vậy kính mời quý vị đồng lắng nghe thánh phẩm của Đức Thầy." Trân trọng kính mời quý vị đồng thưởng thức qua giọng đọc Lê Thị Mỹ Linh. Vâng lòng chứ già chớ hoài lo, Bùi Thị Thơ. Quỷ ma ơi phá rối người tu, Phan Thị Kim Tiết. Rằng chuyện yêu lý nhiệm cao sâu, Phạm Thị Tiết Nga. Đêm ngày buồn bã Trăng Thành Diễn Ngâm. Nam mô A Di Đà Phật. Phán lòng chứ già chớ hoài lo, Ngọc Ân non con tớ lừa lọ, quá đặng ráng lận dò, vườn hoa ngó khỉ dòng chiếu chích cảnh nguyệt coi gà, hương thông bỏ xây sự gian họ, họ xã sự xây bỏ thôn tận tường,
dòng khí ngó qua dương quỷ ma ơi phá rối người tu đã cành chớ quên tiếng nguyện chung non xanh đêm thanh vắng tiếng đàn khoan nhạc nghe cho tường giọng bắc qua nam Thích Ca còn phơi tước hàm đài ca có rồng mà tu hành hiền đệ châu lời ngọc lão tỏ bài hình dốc nhiêm sâu thiên ý không riêng mối đạo màu rằng chuyện yêu lý nhiệm cao sâu lọc lẽ tà tâm sự đứng đầu nguồn bạch thủy trong gieo thấy vàng lẻ nhiễm màu chưa hẳn cho ngày buồn bã vô hồi kìa trên tiên cành vị ngôi sẵn dành đào rải khắp năm canh tổ bút dài tận tường chẳng chút nào sai cố nhân tích để phân bài đường chân nẻo chánh ô ai
sợ cho lắm kẻ chán qua lưỡi tuôn sợ nhiều kẻ giả buồn đói chỉ còn những câu chánh kỳ quá nhân mạng lo tìm kiếm tước quần thất kỳ vọng tưởng lánh chân đường lành trong buổi khổ mau mau tránh khổ ráng tầm vào đến chỗ học câu hỷ xả đại từ nếu gương nghĩa sĩ gia tư chớ gần câu bác chánh ráng mài chạm già tứ một đều người muôn thu thiên đình nhất kỳ hạ quan sắc lệnh khai kỳ long hoa sáng dẹp phá sương mù trước lão đây dương lình Phật tôn lành cân thương phạt chư môn giữ lành ca chỉ tâm học hành kinh sám thoát nơi miền hạt ám phong ba trợ cho kịp long qua có mặt ấy là hiền nhân đền nợ thế nghĩa ông trọn vẹn lấy tinh thần hiệp viên ngút mây cho bác bẻ Phật thầy ngày sao phải chịu đỏ đại chớ tham cuối năm thần sẽ lo dần chuyện xứ Hà Tiên linh hiển cơ quan nhân sanh sẽ hiệp một đàn hết thần rồi lập nhân hoàng hồi ra tuyên sanh chúng gần xa phân càng dừng nhân hoàng cho rằng chúng sanh phải tưởng giống dòng hiệp tâm hiệp trí cột đồng nhà Nam Phật chỉ dạy quý tam lập hội dừng cho rồi một cõi thành ba chớ mong
đâu con. Ta nhắc lại theo dõi cho trẻ, cứ đau lưng đừng rẽ đừng chia, cả kêu lớn nhỏ hoài về trên hòa dưới thuận chớ lè chớ phân. Long qua hỏi ân cần lo lập lập cho rồi tam thập lục nhớ lòi âm dục khởi tiếng đờn thất sơn giấy loạn là cơn hiểm nghèo. Nơi phía trước treo leo tiếng khóc đứng sau lưng hình dốc dài nạn tai. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lặng lơ ngã bím khoe khoang. Đến nay là buổi tai nạn tam thiên lục nhà trống ruộng quang. Tiếng than lụy ngọc nhỏ càng nặng tay dồn dập sớm làng còn chi. Khuyên sanh chúng rạng xuất thế khắp tràng thành thơi. Đến thân dầu cơ trời thấy lộ hết đạo bình quy cổ diệt kim gia vô lập thành mối đạo rõ đêm xưa kia. Thế dân chúng danh bia hầu thế Phật thánh
thánh tiền kiềm chế lập thành. Việc tà lập chánh đành rành, ba màu nắm chặt nam thành sự phân. Trong tam giáo ân cần mở đạo trường ngoại ban, phục đạo như xưa. Phật tiên dẫn truyền lọc lừa, chúng sanh ráng nhớ mũi dương hồi này. Trên cùng dưới sông dày một buổi, dựng 12 mai rủi mỗi hai, làm cho rõ mặt râu mài. Thượng quân hồi phục là ngài an cư, cuối thân dẫu hết khổ đến mai. Đế dương xuất thấy là ngài, dầu thân bệnh trì trong ngoài âu ca. Phân chỉ rành gần xa để già, chớ đạo điện phải đò phải xa. Nghĩ suy cho thâu mới là một bầy hồng lạc nãy đã thành thơ. Sanh chung nhớ lời ta tỏ, trước cùng sau chỉ rõ mối đàn. Nhân sanh giữ phận chớ than, mình dường suốt thấy mới an dân lành. Gọi ơn trời đổ khỏi sai lầm, xin giúp chỉ bền chỉ dục tâm. Hồ mạng thần quán âm trợ lực, nguyện thân ý nhiệm xưng công thần. Từ bi trời Phật độ quần sanh, cứu khỏi tai ương vạn sự lành. Đệ tử gọi nhuần ân đức cả, chúng thân quyết chi dốc làm lành. Bồn giới
trong lễ thứ quá dài gian nan. Đồng tình ta quốc an bên nước nhà dựng đặt Nam Đàn hiền vinh. Thấy
Phật ban buôn. Mà tội lỗi ngàn muôn lao lý, cho đủ hiểu nhiều câu quyền bí. Ráng nghĩ suy bọn chi dẹp lời danh, dẹp hết mộng sâu, đặng trở lại với cha cùng Chúa. Nếu chẳng lo cũng như trời sự phân, ai muốn gần bệ ngọc các long thì phải ráng lập thân nuôi chi. Ta cho đó ít câu lý, diệt tâm trần lập chỉ hiện nhân, đục trong đà tỏ nguồn con. Lời ta khuyên đó như đần ba nhà, mặc nhẹ gần xa, lòng ta ta biết ai mà mặc ai. Đây khuyên đó đắng cay, ráng chịu mặc người trên bận bịu chẳng phê. Thân vượt khỏi lệ, cấm sao trì chi một bề lo tu. Kim ngọc nán chi tường đóng hải, Phật ta phạm tục tất nan chi. Ẩn xá phàm phú dinh thích đạo, mắt tinh thế sự chung khi. Mấy kẻ tu mi tròn nhân đạo, hiền nhân thức tình kiến quyền. Yeah.
thời ba tánh gọi ngu si. Nợ thế đền sống mong với lão, hiện thần hiếu nghĩa đáng nên ghi. Lắm sầu mong ở trong trần thế, việc tu hành như ế chờ đông, mang lo danh lợi nào nồng, chớ tu để già chớ hồng lợt phai. Mặc tình ai dèm phá tai tiếng, sửa tâm lành như miếng hoa thơm. Đến chừng hoa nở nhị đơm thì là trần thế mới hòm bè hoa. Súng nổ trời tây, đến năm thân dầu tay đầy sấm giang, hung đồ dưới lũ dọc ngang, đến rào rơi máu khắp tràn Phật nhi tâm tánh thật thà, ông còn phân biệt chánh tà nữa thôi. Dương trần thường bạc như vôi, gặp cơn bác loạn mấy hồi tâm hung.
bận biểu vì ai. Thất sơn lộ vẻ đài lầu, chừng đi mới thấy nhiệm màu của ta. Quên bóng đào gần xa núi, chỉ lẻ nhiệm màu quyền giờ nương bóng ở cờ tay, mượn phần xác thịt tỏ bài thiệt hơn. Thương sanh chúng đòi cơn giả ngọc, ta quyết cứ dình chung tộc giang sơn. Ta khùng mà chẳng có cơn, cũng không có tánh giận hờn ba gian. Cười rồi khóc thiết tha liều điều, giờ xa chồng bận biểu thế lương. Chẳng cần trà quá nồng hương, miệng cho ba tánh biết đường chân kể sáng như ru giấc mộng. Lo chê cười hầu hồng reo vang, ấy mận nhiều cố giao sang, phụ kinh tông tổ chẳng màng người mạc ý. Ai ghét ghét lấy tâm thần xem xét thể nào. Sắm mơ giang thì lộ bản vàng, chứ dù thế giới khắp tràng chữ thi gần chữ sâu bi ham của bao ly kỳ máu rơi. Chừng đó môi trời ơi đất hỏi mang khổ, vì bởi chẳng tu ham vui quyền quý dài ngu, chữ sang danh dòng như mù đi đêm. Ta nào có cho càng mới hậu khôn ngoan. Đây sắp đến lầm than khắp chốn
tà tay đa sự làm điên khùng cũng tự lẻ đi. Ai mà đắng bực tu mi thương đời ta mới làm thi khuyên đời. Còn ân nhân đời thời đưa đến nên phải làm kẻ mến người khinh. Người hiền tâm trí thông minh, người hùng cứ mãi chống cần với ta. Theo học cổ nôm na ít tiếng, làm nhiều điều sao xuyên nhân tâm. Chữ nhu ta học âm thầm, ai là người trí rắn tầm cho ra. Để đến lúc phong ba biến chuyển cảnh hồng trần, tờ biển mênh mông mới là sợ không ai cứu bởi lòng ác gian. Tiếng đờn họ liếu công sang, đêm khuya khuyên nhủ khắp tràng chúng sanh. Phật cảnh dân tâm kẻ tới ta ra đời nên mới đổi thay. Bởi vì lời lẽ thẳng ngay cho nên chúng sầu bi giả mổ cười khuyên trần nước đổ la môn khắp cùng làng xóm hương thôn. Vì khôn quá thế nên tồn lại ngu giả người tu rạng lý mong cho người hứa chí làm theo, không làm thì ắt mang eo làm xong vượt khỏi qua đều trong Phật.